nhắc những phương tiện siêu hiếm trong phòng bóng thăm vua huyền thoại vừa mới update. Vô đây tôi chỉ cho mấy bà nè. Ok, đầu tiên thì mọi người phải tháo hết đồ ra. Một lưu ý quan trọng là chỉ được xài quần áo mặc định thôi nha. Mọi người biết vì sao không? Bởi vì ông bà ta có câu á là mấy đứa nghèo thường hay hơn lắm. Tiếp theo là anh em hãy tìm và đi vào nhà của em trò. Ở trong đây có một cái ước nguyện mini siêu may mắn luôn. Cuối cùng là anh em chỉ cần đứng ngay ngắn, thả tim video này và vào cửa hàng. Ok, mở thôi. Yeah, tôi nói ra là ra mà. Ôi, nhìn ngầu thật sự anh em ơi. Bật mí cho mọi người là phương tiện này có hẳn 4 chỗ ngồi luôn đó nha. Ok, và câu hỏi đơn giản của ngày hôm nay đó là bạn đang ở level mấy trong Play Together?